phật đã dạy chỉ cần uh, tin Phật mà tin tuyệt đối á uh, ở trong uh, kinh pháp cú tức là kinh lời Phật dạy. Cái câu số 2 á uh, là cả một đời cái anh chàng thanh niên này không có làm từ thiện mà cũng không có tụng kinh nhưng mà trước khi chết đó, thì lại thấy được đức phật và đức phật thì hiện bằng cách là tỏa hào quang xung quanh mà vì anh thấy có hào quang anh khởi tín tâm tin phật tuyệt đối mà vì tin phật tuyệt đối cho nên anh xả những sự dính mắt đây nó quan trọng ở cái chỗ này nè khi tin Phật tuyệt đối ta xả những sự dính mắc vào thân, vào cảnh, vào những sự liên hệ với cá nhân mình. Và nhờ anh xả hết rồi á là anh sanh thiên làm vua trời. Rồi Đức Phật đó, giúp cho anh vậy. Cho nên khi anh làm vua trời rồi anh về, anh báo cho bố. Bố thì ra ngoài nghĩa địa khóc. Ừ nhiều người giờ thấy cha mẹ chết rồi ra ngoài nghĩa địa khóc, thì ông này cũng thế, ra ngoài nghĩa địa ông ngồi ông ôm mộ con ông khóc, vua trời mới xuống nói con là con là bây giờ là vua trời rồi, bây giờ bố về cúng giường trai tăng đi, thỉnh đức phật tới cúng giường bữa ăn để cầu phước, ông nghe lời ông, ông cầu, mà khi ông cầu thì Đức Phật đến, Đức Phật thọ uh, dụng và Đức Phật nói cái vị vua trời đó thị hiện ra cho thấy hào quang sáng chói. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tin Phật thì tin tuyệt đối. Phật bảo làm gì làm cái đó thì mới có giải thoát. Trong 10 cái ba la mật bố thí là đợi đi đầu mà mình không biết bố thí không biết cúng dường chùa nào cũng được người nào cũng nghèo khổ ta tạo cái duyên lành đi nó tạo duyên lành để đưa tới sự giải thoát và điều quan trọng là đức phật dạy Nidoda có nghĩa là bào mòn ở đây không phải là bào mòn cái nghiệp được đâu cái nghiệp quý vị đã tạo rồi. Không nói các đời trước, đời trước thì quý vị cứ nhìn cái thân của mình á bệnh hoạn hay là thiếu trí tuệ hay cái gì đó là tự động biết à. Biết là kiếp trước mình làm cái gì. Nhưng mà ngay trong kiếp này chúng ta đã tạo biết bao nhiêu là nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện là gì? Là những cái việc làm đều bị nhiễm ô bởi tham bởi sân bởi si nên nhớ rằng cha mẹ chúng ta tạo rất nhiều cái nghiệp bất thiện. Vì thương con nuôi con cho nên sẵn sàng làm các việc bất thiện ở nơi thân nơi khẩu nơi ý để có tiền để nuôi con để cho con sung sướng. Và vì cái nghiệp bất thiện ấy cho nên phải chịu đọa. Nếu quý vị thương cha mẹ đã chết thì cố gắng làm thiện để mà, mà mà trả hiếu trả hiếu là làm để làm gì khi còn ở trong cảnh khổ tam giới tức là dục giới sắc giới vô sắc giới kể cả làm chư thiên cũng vẫn khổ phải đi nhớ như vậy Tại sao còn khổ? Tại vì còn sân, và bệnh chết, không thoát khỏi. Chư thiên cũng vậy. Chỉ khi nào làm Phật là A La Hán thì mới thoát rồi. Tu tập phải hướng về cái sự giải thoát, chứ không phải tu để cho con bớt đau bệnh, hay là tu cho con giàu có, phước tự nhiên nó, nó sinh ra. Nhưng mà mình làm luyến ái thì mình kẹt con đường hành thiện đức phật nêu ra bảy cái thứ nhất là thấy rõ tam giới là nguy hiểm ekantanibidaya tam giới là nguy hiểm dẫu có sanh làm chư thiên cũng chết thứ nhì là ngưng ái nhiễm đi dính mắt hoài à dính mắt nhất là cái ăn với cái ngủ á à. ái gì cũng dữ lắm không bỏ được thì tiếp tục tái sinh à dục giới mà cái thứ ba là ngưng phiền não lỡ phiền não rồi bây giờ nói xóa đi xóa không được đâu sám hối cũng không được bây giờ chỉ có ngưng thôi ngưng những cái gì trong tương lai thứ tư quan sát nội tâm đừng cho để tham sân si nó sân khởi thứ năm quan sát tam tướng ba cõi là nó không có thật ưa thích ăn ưa thích ngủ là một cõi rồi ngồi thiền thấy yên lặng là cõi thứ nhì rồi thấy mình á, bây giờ giống như là Phật bà đó. Không có còn uh, phiền não nữa. Là cõi thứ ba là toàn tưởng tri. Và phải thấy rõ rằng. Sân già bệnh chết. Thấy cái khổ. Buông bớt đi. Các bậc A-la-hán các ngài vẫn còn. Mắt tai mũi lưỡi. Cho nên các ngài vẫn còn. Thấy nhận biết tức là nó còn sót lại một chút đó khi nào á đi khất thực mà người ta cho cái gì thì cũng muốn ban ơn cho người ta thì cái đó cũng là còn sót nó cúng dường người để nó được phước mắc mới gì mình phải ban ơn phải không thưa chứ vị? tức là còn sót một chút xíu tâm từ tức là có tướng có cảnh có tâm và cái thứ bảy á, là vô dư niết bàn tức là nó không còn một cái động đại cái gì hết đó. ở trong kinh Mangala Sutta Đức Phật nói khi va chạm việc đời tâm không động không sầu đấy khi va chạm việc đời tâm không động không sầu đó là phước lành tối thượng tức là niết bàn niết bàn là như vậy đó. quý vị khỏi cần ghi chép cần thì sư gửi cho ghi chép cái không có cái tâm nó không có lắng nghe được chép hoài mà có hành trì đâu cũng như không ở đây Niroda Đức Phật nói nhiều người dịch ra là à, ngưng cái sự khổ chấm dứt sự khổ không có được đâu là ngưng tạo tác nhân bất thiện để dẫn tới quả bất thiện trong tương lai tức là mình ngưng bây giờ đừng có tạo ra những cái gì bất thiện từ đây về sau đừng có tạo cái gì cái nhân bất thiện nữa tại vì cái nhân bất thiện sẽ dẫn tới quả bất thiện cuộc sống bình thường thôi ăn uống ngủ nghỉ Phật không có cấm đi làm tiền đâu nhưng Phật nói đừng làm tiền bất 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 chánh này sự làm tiền mà nếu có tham sân si thì đó là bất thiện sự làm tiền bình thường À, cứ làm bằng trí tuệ Thì tự nhiên nó đến Những chuyện bình thường Mà khi ấy, mình có tham sân si sân khởi Làm biết Biết Buông đi Ở đây ấy, Đức Phật dùng cái chữ Sanna Là nhận thức Và vidana là thọ nhận nó Nói Niroda Niroda tức là chấm dứt Chấm dứt cái gì? Chấm dứt cái sự nhận thức Và sự thọ nhận Tức là khi mắt tai mũi lưỡi va chạm với cảnh trần. Mắt tai mũi lưỡi va chạm với cảnh trần. Thì đều sinh ra sự nhận thức. Và sự nhận thức ấy. Nó bị hướng dẫn bởi cái định kiến. Sự nhận thức ấy. Nó hướng dẫn bởi cái định kiến. Định kiến rằng cái việc này đúng, việc kia sai. Người này đúng, người kia sai. Mà khi có định kiến rồi thì nó nảy sinh ra tham ái liền, tham sân si sân khởi liền. Cũng câu nói đó mà người nào á tôi thích á mà nói câu đó thì tôi cho là đúng. Còn người nào mà không thích á mà nói câu đó, dẫu là chân lý tôi vẫn không cho là đúng. Tại vì tôi không thích người đó. cái tham sân si nó sân khởi đó là định kiến. mà có định kiến là có ngã vì định kiến được cấu tạo bởi năm uẩn sắc thọ tưởng hình thức cho nên khi va chạm mà hề có nhận thức thì nó có hai loại nhận thức một loại nhận thức tà kiến một loại nhận thức chánh kiến nhận thức có định kiến thì đó là tà kiến vì nó có tham sân si nhận thức không có tham sân si thì đó nó sinh ra tuệ giác cho nên trong cái ăn cái ngủ khi ta ăn á một món ăn cái gì ăn đừng nói cái lưỡi ăn đừng nói cái răng ăn con mắt nó đã ăn trước rồi rồi tới cái mũi nó ăn thứ gì con mắt nó nhìn thấy sướng lắm là thọ lạc rồi đấy vidana đó thọ mới thọ sinh bản ngã nghe sanh là pháp tức là cái tô hủ tiếu vidana là thọ mắt nhìn thấy tô hủ tiếu là thích là đã ăn rồi ăn ngay trong tâm tưởng rồi rồi cái mũi nữa ta ăn thêm cái mùi mùi thơm nó thọ lạc và thưa chư vị đó là cảnh giới của dục lạc nó không có tuệ giác con chó, con mèo, con heo, con rắn, con chuột Nó cũng ngửi rồi nó cũng thích Mà vì cái nghiệp cho nên nó thích cái loại của nó Ở quê đó, có mấy con chó Người ta thả rông đó, Thì nó ưa thích ăn những cái phần mà con nít nó ị ra Con nít nó vừa mới ị ra cái là Mấy con chó lại nó sơi liền Tại sao nó thích? Tại vì cái nghiệp của nó Tổ Triệu Châu có một cái công án rất là hay Có một vị thiền sinh nó lại hỏi Con chó có Phật tánh không? Tức là con chó có tính giác không? Ngài Triệu Châu á Ngài Triệu Châu nói không Chó nó không có, có, tính giác Ông kia cãi Ông kia nói Đức Phật nói chúng sanh đều có tính giác Trước sau gì nó cũng thành vật Một tỷ kiếp với một tỷ tỷ kiếp rồi nó cũng thành trong kinh pháp hoa đó cũng nói chúng sanh là phật sẽ thành quý vị là phật sẽ thành nhưng phải đợi một tỷ tỷ kiếp nữa mà chết rồi không biết kiếp sau làm con gì vậy, mới là khổ thế thì ông sư kia ông cự lại với tổ triệu châu tổ triệu châu mới nói không ta nói người không có hiểu ý con chó nó có phật tánh à nó biết chứ ngon dở nó biết chứ nhưng nó bị nghiệp thức che mờ cho nên nó không thấy được cái tính giác của nó nghiệp cộng với thức thức là, là tiềm thức á sắc thọ tưởng thành thức á là cái nhớ nghiệp tức là cái đang làm nó lôi cuốn nghiệp nơi ý nơi thân nơi khẩu chứ có ở đâu nó nghiệp nó không phải từ cái gì ghê gớm ý mà khởi lên là có ý nghiệp miệng mở ra là có khẩu nghiệp và thân có di động là có thân nghiệp là nghiệp ngay ở đây nè ngay nơi cái thân này nè thức là cái quá khứ đó nhớ từ tiền kiếp từ cha cha mẹ sinh thích ăn cái này thích ăn cái kia tại sao người đàn ông khác mình không thích mình thích chồng mình đấy nếu mình nhận biết được thì đó là những sự dính mắt và nay ta cởi trói những sự dính mắc đó Thì ta giải thoát Cho nên phải việc làm Chứ không thể nào nói Cứ đọc sách rồi cái nó thành Phật Không có Đức Phật cũng phải thực hành 45 năm ngày đi Hoàng Pháp là Ngài Cũng trui luyện lại cái tâm của Ngài Chúng sanh nó chửi nó vu oan đủ thứ Đâu phải dễ đâu cho nên các pháp bất thiện đều dẫn tới cái quả bất thiện. Khi va chạm việc đời, tức là sana thấy nhận thức. Mà nếu không có vidana, tức là không có thọ nhận, thì chấm dứt. Tức là khi xúc, mà không có thọ nữa. Biết rằng các sự thọ nhận đều nguy hiểm. Nghiệp nó có hai loại. Một loại là kamavipaka và kamavinyanya. À, ở trong kinh uh, tăng chi đức phật dạy rất rõ ngay cả các vị a la hán cũng có hai thành phần một thành phần là vẫn còn phải sinh hoạt vẫn còn phải dùng mắt tai mũi lưỡi cho nên khi hành xử vẫn còn phải sử dụng cái trí tuệ nhưng các ngài không có còn cái tâm bất thiện nữa, ừ. các ngài không có còn cái tâm bất thiện nữa, làm việc với tuệ giác, không còn cái tâm bất thiện nữa. ở trong uh, kinh pháp cú uh, câu số một uh, có cái uh, ông sư uh, đệ tử đức phật bị mù, mà buổi sáng đi hành thiền đó. Uh, thì côn trùng chết nhiều ông mù mà ông đạp ông chết người ta lên mét với đức phật ấy thấy không mấy ông sư khác ta thấy côn trùng chết đi mét đi mét là làm sao là cái tâm đã bất thiện rồi chuyện của người ta mắc mới gì tới mình mà mình phải đi mét đi mét với đức phật đức phật nó không ông nói chứng a la hán rồi ông có cái ý giết nhưng mà ổng có cái hành động giết mấy con trùng nó được ổng đạp cái nó cũng được siêu thoát quý vị ráng ráng đi để cho ngà các vị a la hán đạp một cái không chừng mình cũng siêu thoát thế thì người ta mới hỏi tại sao ổng bị mù a la hán bị mù nó có gì đâu kiếp trước ổng là một vị y sĩ có cái bà đó bà nói thôi giờ con nghèo quá nếu ngài chữa cho con khỏi mắt thì Con tới đây con nấu cơm nấu nước lau nhà cho ngài suốt đời Ông chữa khỏi Bà lại nói dối Bà nói con cũng vẫn chưa hết à, Ông biết bà này nói láo Ông cho cái lọ kem đem về thoa lên mắt mù luôn Hay Vì cái quả mù mà ông bị 500 kiếp đó là mù À, và cho tới kiếp chót cũng vẫn mù cái quả nó đi theo chúng ta ghê lắm quý vị mà chúng ta không có sửa nó được đâu tại vì nó đã ra chín rồi cái trái nó đã thành trái rồi nó chín rồi trái chín rồi nó rụng cho nên những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta gọi là bất hạnh không thì chúng ta kham nhận tinh tấn kham nhận và sử dụng cái bố thí tức là xả ly biết nó như vậy rồi thôi buông chồng vợ nhà cửa tiền bạc có không mất còn buông chiêm bao không à nhận biết trước khi chết luôn thì người đó đi đâu không có chắc chắn không quay lại cảnh giới dục lạc nữa tại à, vì chán à khi nào quý vị chán thì quý vị mới đi con không chán nên còn thích trở lại nó là như vậy thế niroda có nghĩa là ngưng làm các việc bất thiện để tránh cái quả bất thiện trong tương lai các việc bất thiện là các việc có dính líu tới tham sân si mà hai cái thường thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta trong cái thân này đó là ăn và ngủ ăn nó có tham có sân có si đó quý vị người nào không thích ớt mà lỡ người ta bỏ miếng ớt vô cái cảm thấy khó chịu khó chịu là sân mặc dù mình nói thôi con tu rồi bây giờ con kham nhẫn con không có rầy rà người ta nữa nhưng mà trong lòng nó đã sân nó đã khó chịu phải thấy được cái khó chịu đó tức là sân á thấy rằng các pháp trần mà vidana tức là không thọ nhận nữa cây kệ nó cày cày đó. Cái thân này thì nó có phải có đắng cây ngọt bùi ta đừng có chấp đừng có dính mắt nó để rồi ta tiếp tục tái sinh sự tái sinh vào ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới nó cũng chỉ nằm ở nơi cái cái này mà thôi tức là tham sân si mà nhiều nhất trong cuộc đời chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta là cái ăn và cái ngủ mà Đức Phật dạy rất nhiều Mà chưa tăng á Ngay cả bản thân sư cũng cảm nhận được Trong suốt bao nhiêu năm mình tu tập Mình thiếu chánh niệm Mà cái lập tức là mình thấy ăn ngon à. Mà ăn ngon cái nó sướng Mà Quý vị có biết Nó sướng chỗ nào không Nếu chưa biết thì chưa thể nào Loại trừ được cảm thọ Phải biết Phải biết Cố gắng đi ngày nay ngày 14 quý vị đi cúng dường chư tăng đi cúng dường trai tăng hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc mình sống mà như chết á là hồn ma vất vưởng có nhiều người ngồi đang trong đạo tràng ngồi nghe giảng vậy chứ mà cũng ngủ gà ngủ gạch cái chuyện đó là cái chuyện bình thường nói chuyện chuyện bình thường thôi hồi thời phật cũng vậy chứ đâu phải bây giờ đâu cho nên thôi, à, Niroda tức là ngưng làm các việc bất thiện, nghiệp ấy là nơi thân nơi khẩu nơi ý, à, ý bất thiện, khẩu bất thiện, thân bất thiện, ngưng đi thì nó không có ra quả tương lai. Còn những cái gì á nó đã cũ rồi thì nó sẽ cháy tiếp, ráng mà chịu, ráng mà chịu, không có cầu cứu ai được hết đấy, không? nó trổ ra thì ráng mà chịu và nơi nơi đấy mới cần phải tinh tấn kham nhẫn thọ dụng chịu đựng nam mô Bụt ta dạ nam mô tham ma nam mô sanh kha dạ